Hoan hỉ chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, những điều đó có phải đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh. Trong chuyên mục tử vi ngày hôm nay, ban biên tập chương trình kênh Phong thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của 5 con giáp được quý nhân giúp đỡ thành công viên mãn trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Trong thời gian tới đây, khi vận trình công danh sự nghiệp và tài lộc của họ sẽ ra sao? Trong tháng thì có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp của mình, chúng ta có gặp phải những khó khăn hay là trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào? Để nắm rõ được vận trình của mình, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Đầu tiên đó là tuổi Dần. Trong số 5 con giáp may mắn cả đời vì luôn có quý nhân ở bên cạnh, những người tuổi Dần là con giáp khác biệt nhất. Họ không chú trọng quá đến tài chính, tiền không phải là tất cả, nhưng vẫn cần một cuộc sống có chất lượng tốt với đầy đủ tiện nghi cần thiết. Do đó, nhiều người tuổi Dần vung tay tiêu tiền không suy nghĩ. Tuy nhiên thì người tuổi Dần không bao giờ bị rỗng túi vì thói chi tiêu bốc đồng đó, khi tần tài sẽ luôn bên cạnh họ để mang lại nhiều may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn kinh doanh. Đây chính là lý do người tuổi Dần luôn thành công trong những lần đàm phán quan trọng. Trong công việc, họ cũng tập trung hết sức, nỗ lực hết mình để kiếm và bù lại số tiền đã tiêu trừ trước. Vì vậy, cuộc sống của họ luôn thoải mái, lạc quan, khiến cho bao người mơ ước có được. Sức khỏe trong tháng cũng khá là tốt, tuy nhiên mệnh chủ cũng vẫn cần phải lưu ý đến chuyện ăn uống, sinh hoạt điều độ, đừng ham ăn uống mà gây hại cho sức khỏe về lâu dài. Theo dõi tử vi năm 2020 thì nguy cơ ốm yếu, bệnh tật tăng cao, sức khỏe của tuổi Dần khó mà được như ý. Suốt quãng thời gian vừa qua, con giáp này đã mệt mỏi, căng thẳng quá nhiều, không nghỉ ngơi được tốt. Áp lực dồn nén lâu ngày, sức khỏe bị bào mòn theo thời gian, con giáp này kém ăn ngủ, tinh thần sa sút, thể lực cũng sụt giảm, sức đề kháng yếu đi, tạo cơ hội cho bệnh tật vùng lên. Hãy chú ý để chăm sóc bản thân cho mình thật tốt, đừng tiếc rẻ công việc, tiền bạc, bởi khi sức khỏe không có thì những thứ kia cũng chỉ là phù du. Để kích hoạt tài lộc, giữ tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý thần Dần, Ngọ, Tuất. Đặc biệt, trong 10 ngày này, mệnh chủ tuổi Dần cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 26 tháng 5, tức 16 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân. Đặc biệt, đại kỵ với mệnh chủ Mậu Dần, sinh năm 1998, và mệnh chủ tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Vào ngày này, những gia chủ tuổi Dần cần hết sức cẩn thận việc đi lại, không đi du lịch xa, không tiến hành công việc quan trọng để không ảnh hưởng đến gia chủ. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Dần không nên tiến hành những công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Tuổi Thìn. Tử vi của người tuổi Thìn cho biết những người thuộc con giáp này đều là người rất thông minh, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Khi sinh ra đã được thần tài phù trợ, cho nên công việc học tập đều khá thuận lợi. Tử vi khoa học vì những người tuổi Rồng cũng dự báo họ là những người rất có ý chí làm ăn, không bao giờ bỏ cuộc trước cuộc sống khó khăn, biết vạch ra những kế hoạch thật chu đáo trước một công việc lớn nào đó. Do bản tính rất điềm tĩnh, vì thế người tuổi Thìn càng thành công rực rỡ trước những hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo. Sự nghiệp xuất chúng đến vậy thì tiền bạc cũng theo đó ngày càng rộng mở. Trong cát có hung, với 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch là lúc mà tuổi Thìn sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết.
bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Trong tháng Nguyệt Lệnh nằm ở đất Mộ, những chú rồng không mấy quan tâm đến chuyện tình cảm. Bạn có thể mất đi sự ủng hộ từ người thân, gia đình khi mà bản thân chẳng dành thời gian quan tâm đến mọi người. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Với người độc thân, có thể bạn đang có những suy nghĩ sai lầm, không thực sự biết đâu là người thực sự phù hợp với mình mà đặt ra những tiêu chuẩn phù phiếm để tìm kiếm nửa kia, nên tình yêu cứ mãi xa vời. Đặc biệt trong 10 ngày này, mệnh chủ tuổi Thìn cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 28 tháng 5, tức ngày 18 tháng 7 dương lịch. Đó là ngày Giáp Tuất, đặc biệt đại kỷ với mệnh chủ tuổi Bính Thìn 1976 và tuổi Giáp Thìn 1964. Vào ngày này, gia chủ cần phải hết sức cẩn thận việc đi lại, không nên đi du lịch xa. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Thìn không nên tiến hành công việc trọng đại, quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Tuổi Thân. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch của tuổi Thân là một trong 5 con giáp có số cuộc sống may mắn đáng ghen tị. So với nhiều con giáp khác thì việc kiếm tiền của những người tuổi Thân có nhiều thuận lợi hơn rất nhiều. Trong suốt sự nghiệp thì luôn có hỗ trợ của thần tài, dù có khó khăn gì cũng có người giúp đỡ. Khi bước chân vào một môi trường có sự cạnh tranh khốc liệt thì họ càng phát huy được khả năng của mình khi đem về những cơ hội phát tài bất ngờ. Trong thâm tâm của người tuổi Thân, họ luôn thường trực những mong muốn như mọi thứ đều phải hoàn hảo, khao khát về cuộc sống giàu sang no đủ, nên những người này rất nỗ lực kiên trì tới cùng với mục tiêu mà mình đã đề ra trước đó. Khi nhận thấy cơ hội tốt xuất hiện, họ sẽ không chần chừ mà nhanh chóng nắm bắt lấy và tận dụng một cách triệt để nhất. Người tuổi Thân cần chú ý về phần tài chính trong tháng này, nên cân nhắc kỹ trước khi đầu tư hay giao dịch. Nhưng đây lại là một tháng tốt để tuổi Thân phát triển về mảng nghệ thuật, y học, luật sư. Cần chú ý nhiều về các mối quan hệ xung quanh mình, cẩn trọng, nếu không sẽ gặp phải thị phi không đáng có, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh mình. Trong tháng 5 âm lịch, tử vi phương Đông nhắc nhở tuổi Thân cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân, công việc đang trên đà tiến triển tốt, vì vậy mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhỏ ngó. Quý tinh trường sinh có thể giúp cho việc làm ăn của tuổi Thân thuận lợi dễ dàng nhờ các mối quan hệ được mở rộng. Nhân duyên tốt, con giáp này được quý nhân tả phù chỉ lối dẫn đường, giảm bớt được vô khối những khúc đường vòng. Song có thể do bạn tiến quá nhanh khiến cho những kẻ tiểu nhân ganh tị đỏ mắt. Thiên cầu hung tinh nhập mệnh, con giáp này dễ bị tiểu nhân chơi xấu, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉn chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Đặc biệt trong 10 ngày này, mệnh chủ tuổi Thân sẽ cần phải hết sức chú ý ngày âm lịch 20 tháng 5, tức mùng 10 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là ngày Giáp Dần, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Bính Thân 1956 và mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Vào ngày này, gia chủ tuổi Thân cần phải hết sức việc đi lại, không nên đi du lịch xa, không nên tiến hành những công việc quan trọng để không ảnh hưởng đến gia chủ. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Thân không nên tiến hành công việc trọng đại vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Tuổi Hợi. Xem tử vi của 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch nhận thấy rằng người tuổi Hợi có tư duy khá là nhạy bén, thông minh lanh lợi, làm việc gì cũng đòi hỏi yếu tố rõ ràng chính xác về vấn đề tài chính và tiền bạc. Họ sở hữu một cái đầu lạnh, vì thế có thể ứng phó nhanh chóng chính xác nhất những vấn đề mà gặp phải một cách thỏa đáng nhất. Trong mọi hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn luôn giữ được bình tĩnh để xử lý các vấn đề, dù là hóc búa nhất. Sự nghiệp có thể được ví như diều gặp gió, sớm đạt được nhiều thành công khi còn khá trẻ. Thêm nữa, tuổi Hợi là được thần tài hỗ trợ, cho nên mọi việc khi bắt tay vào làm đều gặp khá nhiều thuận lợi cả đời sống trong sự sung túc.
trong tháng này, gia chủ tuổi Hợi cần cẩn trọng về vấn đề tài lộc, tránh trường hợp bị hao tổn tài lộc. Ngoài ra, cần phải bình tĩnh giải quyết các sự việc gặp phải, hạn chế tranh chấp với người khác để không phải chịu thiệt, tránh trường hợp làm việc có đầu không có cuối, sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc đang triển khai. Những gia chủ tuổi Hợi vốn bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và bản chất nghệ sĩ, sống thư thái an nhàn. Và đặc biệt, bước sang tháng 5 âm lịch thì bản mệnh vượng vận quý nhân hành sự dễ dàng, đạt được kết quả như mong đợi. Tử vi dự báo chắc chắn bạn sẽ đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Người tuổi Hợi thì có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình do các tinh tử vi ở bên, giảm bớt được nhiều quãng đường vòng khi có quý nhân giúp đỡ, tương trợ cho mình. Song đôi khi, thành công đến quá nhanh có thể khiến cho bạn mất cảnh giác, trở nên khoe khoang tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp này, cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Nguyệt lệnh chuyển sang đất Lâm Quan, tuổi Hợi khá chủ động trong chuyện tình cảm. Bạn sẵn sàng bày tỏ với người mình yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này thì đào hoa khá tốt sẽ giúp bạn tìm được tình yêu mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần phải lo lắng nhiều. Có điều, hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Tháng này, những gia chủ tuổi Hợi gặp khá nhiều xui xẻo thị phi, nên hãy mang theo bên mình vòng tam hợp quý thần Hợi, Mão, Mùi để có thể hộ thân hóa giải thị phi xui xẻo cho bản thân mình. Đặc biệt trong 10 ngày này, mệnh chủ tuổi Hợi cần phải tránh hết sức ngày âm lịch 23 tháng 5 tức 13 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, đặc biệt đại kỵ với mệnh chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 và mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Vào ngày này, những gia chủ tuổi Hợi cần hết sức cẩn thận việc đi lại, không đi du lịch xa, không tiến hành những công việc quan trọng để không ảnh hưởng đến gia chủ. Cần tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Hợi không nên tiến hành những công việc quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Tuổi Mùi. Xem tử vi khoa học, những người tuổi Mùi được đánh giá là người rất có ý chí cao trong cuộc sống. Lĩnh vực mà họ yêu thích nhất đó là lĩnh vực kinh doanh, có thể làm tốt những gì mà dự định. Đồng thời thì tử vi của 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch 12 con giáp cũng dự báo những người tuổi Mùi luôn được quý nhân đi theo phù trợ đến suốt cuộc đời. Vì thế mà trong kinh doanh làm ăn, họ là người may mắn với những số lợi nhuận rất lớn. Tuy khá lười biếng, nhưng nếu gặp được công việc yêu thích và đúng sở trường, tuổi Mùi sẽ tỏa sáng hơn bất kỳ con giáp nào khác. Xem tử vi của 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, tuổi Mùi sẽ có khoảng thời gian khá dễ thở, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Chuyện tình cảm đứa đôi đang trên đà tiến triển tốt, những chú dê sẽ tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình, nhất là khi đang có các tinh bách Việt soi đường chỉ lối. Trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Những mối nhân duyên tốt sẽ tạo ra quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Nguyệt lệnh ở đất Dưỡng càng tăng thêm cơ hội thể hiện năng lực của tuổi Mùi. Con giáp này được cấp trên đánh giá cao nhờ sự chăm chỉ, tỉ mỉ, kiên nhẫn trong công việc. Để may mắn thuận lợi, công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh. Sử dụng minh quang pháp bảo để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trong tháng 5 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường gây ảnh hưởng đến sự nghiệp, dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng. Nguyệt lệnh tháng 5 âm này nằm ở đất Dưỡng, tuổi Mùi cần phải biết cân đo đong đếm, lập kế hoạch rõ ràng từng đường đi nước bước của mình. Con giáp này tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đó khiến cho con giáp này được cấp trên đánh giá rất cao. Tuổi Mùi có thể được cân nhắc nâng đỡ lên vị trí cao hơn trong thời gian tới. Nếu ở thời điểm này bạn giữ được điểm giơ phong độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Hãy cố gắng duy trì tinh thần làm việc hăng say, bạn sẽ tìm thấy thêm niềm vui trong công việc, lại có được cuộc sống ổn định, không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề liên quan. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý anh chị và các bạn tử vi 5 con giáp được quý nhân giúp đỡ thành công viên mãn trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.